Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm An toàn Giao thông 2023 và được kết nối với 63 điểm cầu trên toàn quốc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì điểm cầu tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm 2022, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. So với năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 38 vụ, tăng 598 người chết, giảm 214 người bị thương. Có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 11 địa phương giảm trên 10% số người chết. Tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 82 vụ, làm chết 56 người, bị thương 56 người, thiệt hại tài sản khoảng 182 triệu đồng. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Nguồn lực dành cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan tới bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn hạn chế. Đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy định an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa. Năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tại cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.